Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của trang mua sắm trực tuyến Meta.vn. Máy đánh trứng là một sản phẩm quen thuộc với rất nhiều người, đặc biệt là những người yêu thích làm bánh. Và ngày hôm nay thì Meta sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy đánh trứng đến từ thương hiệu Bluestone HMB6333S. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đập hộp sản phẩm này xem có gì đặc biệt nhé. Sản phẩm này thì được đi kèm 4 phụ kiện. Gồm 2 que đánh trứng và 2 que nhào bột. Đây chính là chiếc máy đánh trứng Bluestone của chúng ta. Đi kèm còn có một quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Sản phẩm có vỏ máy được làm bằng thép không gỉ, độ cứng cao, đảm bảo độ bền và không gây độc hại cho sức khỏe. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp phụ kiện vào máy. Chúng ta sẽ lắp thử 2 que trộn bột. Các bạn có thể quan sát là trên que trộn thì có các khớp như thế này. Và chúng ta lưu ý là lắp vào đúng khớp. Nghe thấy tiếng cọc một cái. Trên thân máy thì có luôn các nút chức năng. Các bạn nhấn nút Eject khi muốn tháo phụ kiện ra. Và lưu ý là khi nhấn nút này thì chúng ta sẽ giữ que trộn, nếu không là que trộn sẽ tự bị rơi xuống. Tiếp theo là máy hoạt động với 6 tốc độ. Chúng ta có thể điều chỉnh bằng nút gạt, rất là tiện lợi như thế này. Nút Turbo, nếu như muốn gia tốc, máy sẽ chạy với tốc độ nhanh hơn và mạnh hơn. Với công suất lớn tới 300W thì máy giúp bạn trộn bột, đánh kem, đánh trứng một cách nhanh chóng. Bluestone HMB6333S được áp dụng công nghệ hiện đại, motor chất lượng tốt, vận hành êm ái, ổn định, không bị rung khi hoạt động với tốc độ mạnh. Máy đánh trứng Bluestone HMB6333S công suất 300W, hoạt động hiệu quả. 6 tốc độ đáp ứng các mục đích sử dụng khác nhau. 2 bộ dụng cụ dùng cho các chức năng đánh trứng, nhào bột và các thực phẩm khác. Chức năng gia tốc nhanh và an toàn. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến quý vị sản phẩm máy đánh trứng Bluestone HMB6333S. Và nếu như quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn hãy click vào đường link dưới phần mô tả của video hoặc là liên hệ tới hotline của Meta để được tư vấn trực tiếp tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video tiếp theo của Meta nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.